Vườn Hồng Cổ. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Hiện tại thì hoa trong vườn đang nở vô cùng rực rỡ, rất là đẹp, rất là ấn tượng nha mọi người. Vườn hồng đang nở. Góc này thì nở đỏ rực, còn ở ngoài bên kia thì nở trắng lại vườn. Đây, mời các bạn ngắm Hồng Cổ Sapa. Và các cây hồng bạch ho, bạch xếp. Đấy. Vườn hồng rất là nhiều hoa, các loại hoa hồng cổ. Vườn hồng mùi hương thơm ngát. Nếu mà các bạn ở khu vườn này thì sẽ cảm nhận được cái hương thơm của hoa hồng. Hoa hồng nở đúng Tết nhé. Trong vườn hiện tại có khoảng hơn 200 gốc hoa hồng cổ các loại. Trong đó có phải kể đến hoa hồng cổ Sapa nhiều nhất. Có thân từ 80cm cho đến 1m2, sau đó thoát thân và tán tròn đều. Các loại hồng bạch xếp. Những cây bạch xếp mấy cả bạch hồng đào là cũng nở rất là nhiều. Đây cây hồng đào. Còn cây bạch xếp ở đằng xa kia, đây cây bạch xếp đằng xa. Nở hoa trắng. Rất là sai. Khoảng 200 bông ấy. Đây, cây này rất là xài hoa này. Thân của nó 1m và tán xòe tròn đều. Hồng cổ Sapa. Đó. Rồi xin được cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.